10 lối tư duy này có thể giúp con người hưởng lợi suốt đời. Hãy xem bạn sở hữu kiểu tư duy số mấy. Mỗi con người trên đời này đều là độc nhất vô nhị, nên cách con người tư duy cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Sau đây là 10 kiểu tư duy thú vị nhất. Hãy xem thử xem bạn sở hữu những loại nào trong 10 kiểu đây nhé. 1. Tư duy của Thượng Đế, quan tâm đến người khác và mang lại lợi ích cho bản thân. Những người có đức tin thường tin tưởng sâu sắc rằng những người sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời đều nghĩ như vậy trong bất cứ việc gì. Nếu con người trên đời này đều như thế, thì cho dù họ có ở nơi nào thì nơi đó cũng sẽ giống như trên thiên đường. 2. Tư duy của Tư Mã Quan. Sự tinh túy trong tư duy của Tư Mã Quan là chỉ có phá vỡ những gông cùng xiềng xích của lối tư duy cũ, dòng suy nghĩ, tư duy mới mới có thể tìm được ánh sáng. 3. Tư duy của Tôn Tử. Tôn Tử từng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Câu danh ngôn này đã phản ánh một loại phương pháp tư duy vô cùng có giá trị, đó chính là, nếu muốn chiến thắng quân địch, trước tiên cần phải hiểu rõ tất cả mọi mặt về quân địch và quân mình. 4. Tư duy của Napoleon Bonaparte. Cái gọi là tư duy của Napoleon Bonaparte chính là dám nghĩ dám làm, không bị các yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì từ đầu tới cuối vẫn duy trì ý kiến của bản thân mình, dùng đôi mắt của bản thân để xem xét và đánh giá thế giới, dùng phương pháp của bản thân để giải quyết tất cả các vấn đề. 5. Tư duy của Alessandro Đại Đế. Alessandro Đại Đế có một kiểu tư duy vô cùng bá đạo và rất đáng được khen ngợi. Những người làm nên việc lớn sẽ không bao giờ bị gò bó bởi những quy tắc và lề lối cũ. 6. Tư duy của Christopher Columbus. Tư duy của Christopher Columbus nghĩ là phải làm ngay. Từ cổ chí kim, thành công tất phải có cách riêng của nó. Cách này chính là bạn chọc thủng được những chỗ mà mọi người đều cho rằng không thể. 7. Tư duy của người Laconia. Ngắn gọn súc tích mới là sự phong phú thực sự. Chỉ có những thứ đơn giản nhất mới có được không gian tưởng tượng và sức chứa đựng lớn nhất, đồng thời mới có thể phù hợp với quy luật tư duy Laconia nhất. 8. Tư duy của William xứ Ockham. Từ bỏ tất cả những biểu tượng phức tạp và trực tiếp chỉ ra bản chất của vấn đề. Kiểu tư duy này đáng quý ở chỗ nó trực tiếp chọc thẳng vào một bệnh trạng của hiện thực. Những con người của ngày hôm nay luôn luôn cho rằng họ đã nắm vững được rất nhiều kiến thức và họ thích làm cho sự việc trở nên phức tạp, rối ren. 9. Tư duy của Enrico Fermi. Đơn giản hóa mới là kinh tế và tối ưu nhất. Tư duy của Enrico Fermi là một quy tắc tư duy đơn giản nhất, tiết kiệm sức lực và chính xác nhất. Nó có tính ứng dụng phổ biến. Sự phức tạp của bất kỳ vấn đề nào cũng đều do không nắm bắt được bản chất sâu sắc nhất, không làm rõ mối liên hệ ngắn nhất giữa vấn đề và những quy luật cơ bản. Nó chỉ dừng lại ở mức độ phức tạp trên bề mặt, và ngược lại nó càng ngày càng đi xa khỏi việc giải quyết vấn đề. 10. Tư duy của John D. Rockefeller. Luôn chủ động tìm kiếm, giành lấy cơ hội ở mọi lúc mọi nơi, đồng thời tối đa hóa lợi ích chung bằng chi phí nhỏ nhất. Đây chính là mục đích chính của kiểu tư duy John D. Rockefeller. Những kiểu tư duy thú vị được đề cập ở trên tất nhiên không phải là những phương thức duy nhất trên thế giới, nhưng đó là những phương thức nổi tiếng, được nhiều người biết đến nhất. Lối tư duy của bạn thuộc loại nào trong những loại trên?